Sử dụng điều hòa như thế nào để con bạn không bị viêm mũi họng, không bị viêm VA, rồi không bị sụt mũi, không bị chảy mũi, gọi để giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Có nên cho trẻ sơ sinh làm điều hòa hay là không? Đấy. Và phần này là rất quan trọng các bạn nhé, rất quan trọng thì các bạn cần theo dõi hết. Thì đối với trẻ sơ sinh ý, chúng ta có cần sử dụng điều hòa không ạ? Cần chứ. Thử một buổi nào đó nóng mà chúng ta không bật điều hòa xem chúng ta có ngủ được không ạ? Chúng ta sẽ rất là khó ngủ và cảm thấy rất là nóng nực rồi mồ hôi ra nó ngứa ngáy. Cho nên mình cần điều hòa như thế nào thì trẻ em nó sẽ cần điều hòa như vậy. Nhưng đối với trẻ em thì cái cách sử dụng như thế nào đúng không? Cách dùng như nào nó khác một chút. Tại vì trẻ em ấy cái sức đề kháng nó kém, đặc biệt là trong giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi. Đây là giai đoạn mà hệ miễn dịch nó đang hoàn thiện và rất dễ bị viêm mũi họng. Và nếu chúng ta xử lý sai các là VA quá phát ngay, là viêm VA mạn tính, viêm tai giữa mạn tính ngay, nó điều trị rất vất vả, đúng không? Trong một thời tiết mùa hè ở Việt Nam chúng ta và ở Đông Nam Á nói chung, trong cái năm nay ấy, được dự đoán là cao hơn bất thường so với nhiều năm trước, bạn nhé. Và mới đầu mùa hè như này thôi, đã có nơi ghi nhận nhận trên 40 độ C, đấy, trên 40 độ C, đấy, rất là nóng nóng nhá. Đến cả ngay thành phố Đà Lạt ấy, trong những đợt vừa rồi, nhiệt độ cũng trên 30 độ C, đúng là đạt kỷ lục mới, đúng không ạ? Thì cái việc đó, việc dùng điều hòa, đó là rất quan trọng để giúp bé ngủ ngon hơn, cái hormone tăng trưởng nó tiết ra nhiều hơn, bé cao lớn hơn, bé ngủ ngon hơn thì cái não bộ của bé nó hoàn thiện, nó phát triển tốt hơn đấy, và sức đề kháng của bé tốt hơn. Cho nên cái phần câu hỏi nhất đó là bé có nên dùng điều hòa hay không là rất cần thiết, và đặc biệt là trẻ sơ sinh trẻ nhỏ. Thứ hai là dùng điều hòa như thế nào nó giúp bé ngủ ngon và nó không gây các cái tình trạng viêm mũi họng. Khi dùng điều hòa ấy, thì cái không khí điều hòa nó tỏa ra nó thường khô, khi nó khô như vậy thì cái mũi bé, đúng không ạ? Đấy, cứ hít vào như vậy thì không khí lạnh nó đi vào đi ra liên tục, đi vào đi ra liên tục, thì nó khiến cho cái dịch sinh lý tự nhiên của cái đường hô hấp nó bị khô. Và cái cơ chế điều tiết là gì ạ? Cơ chế điều chỉnh tự nhiên của cơ thể của bé như nào ạ? Nó sẽ tiết ra nhiều dịch hơn. Cho nên đối với những em bé làm điều hòa ấy, có những lúc nó sụt xịt, tức là nó ra nhiều dịch hơn. Đấy là thứ nhất là cái cơ chế sinh lý tự nhiên nhé. Cái thứ hai là tại sao nó lại ra nhiều mũi hơn? Tức là khi mà cái mũi nó khô, cái lớp dịch bên ngoài của cái đường hô hấp ấy, cái niêm mạc đường hô hấp ấy, đó là một lớp dịch nhầy quan trọng, nó giúp giữ ẩm cho các tế bào niêm mạc đường hô hấp, nó giúp cho các cái lưng chuyển ở niêm mạc đường hô hấp ấy, nó hoạt động tốt hơn để nó giữ lại bám bụi, giữ lại virus vi khuẩn tốt hơn, và đó nó còn là một cái hàng rào để nó bảo vệ, nó ngăn cách virus vi khuẩn đấy, bám vào cái bề mặt tế bào của niêm mạc mũi họng. Thì khi mà làm điều hòa thì lớp nó khô, nó khô thì vi khuẩn virus nó dễ dàng bám vào tế bào niêm mạc mũi họng hơn và nó sẽ gây viêm, và khi gây viêm như vậy thì dịch nó tiết ra nhiều hơn, nó bao gồm cả mũi cả mủ nữa. Thì chúng ta phải lưu ý này, một là chúng ta có thể để một cái chậu nước ở trong phòng để cho cái không khí ở trong phòng nó không bị khô quá, đúng không? Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta phải nhỏ thêm cái nước muối sinh lý cho trẻ nhé, vào buổi tối đi ngủ, đúng không? Ví dụ là tối ngủ lúc nào mình nhỏ nước muối sinh lý con này, sáng dậy đấy, mình rửa mặt rửa mũi, mình nhỏ nước muối sinh lý con này, và khi bé làm điều hòa, đúng không? Thi thoảng mà khoảng 2-3 tiếng bé quay qua quay lại cái nước ngủ bé như vậy bình thường, đúng không? Nó có thể nhỏ thêm nước muối sinh lý vào mắt và mũi bé để nó đỡ khô. Thì cái điều mà giữ cho niêm mạc mũi họng nó luôn luôn có độ ẩm phù hợp là cực kỳ quan trọng để giúp bé nhận khỏe mạnh khi mà bé làm điều hòa. Cái nhiệt độ điều hòa đối với trẻ sơ sinh trẻ nhỏ ấy, nó không phải là 27 28 độ C đâu các bạn ạ. Vì chuyển hóa cơ bản của trẻ em ấy, trẻ sơ sinh ấy, nó cao hơn người lớn rất nhiều, cho nên là cái nhiệt độ phù hợp để trẻ ngủ ngon ấy là từ 22 26 độ C. Và bắt đặt hay khuyến khích các bạn ấy là để 24 độ C là tốt nhất. Tại sao lại 24 độ C các bạn? Thứ nhất là nhiệt độ nó vừa phải. Thứ hai nhiệt độ đó ấy, thì cái điều hòa, cái công suất điều hòa ấy, thì nó tối ưu được, chứ bạn bật 22 độ chưa chắc công suất điều hòa nó đạt được điều đó mà nó lại gây tốn điện. Và lưu ý tiếp theo nữa là chúng ta không được xả thẳng cái cửa gió điều hòa vào vào chỗ bé ngủ, để pha thẳng như vậy thì cái luồng gió nó rất là mạnh và nó gây tình trạng bé có thể bị khô mũi nhiều hơn và bị lạnh nhiều hơn. Đấy, nên chúng ta phải hết sức lưu ý điều đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải nhớ này, cứ đến đầu mùa hè chúng ta phải vệ sinh điều hòa một lần, tại vì trong những ngày tháng nắng nóng rồi bụi bẩn, đúng không, thì việc nó bám nhiều vào trong điều hòa thì virus vi khuẩn nó nằm ở đậu. Thì đến đầu mùa hè nhé, chớm vào mùa hè chúng ta cần phải làm vệ sinh điều hòa ngay.
Khi bé đi ngủ thì chúng ta mặc quần áo cốt tông thoải mái cho bé nhé, không cần đổi mũ đâu, không cần đeo bao tay bao chân đâu, chỉ mặc quần áo cốt tông rộng rãi thoải mái là được rồi. Đấy là những cái lưu ý như vậy. Bên cạnh đó thì trước khi bé đi ngủ, chúng ta cũng có thể cho bé ăn bú mẹ này, hoặc là uống một cốc sữa khoảng 100-150ml tùy theo nhu cầu của trẻ, nhưng mà uống vừa phải thôi, và trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng 1 tiếng rưỡi để cho bé tiêu hóa tốt hơn, tức là bé có năng lượng để giúp bé ngủ ngon hơn. Thì đấy là những lưu ý. Và bên cạnh đó để giúp bé ngủ ngon hơn nữa thì các bạn phải bổ sung D3K2 nhé. Đấy, D3K2 Zin B. Thì là từ sơ sinh đến 1 tuổi là 2 xịt. Đấy, và xịt sau khi ăn sáng khoảng từ 15 đến 20 phút. Cái điều này là cực kỳ quan trọng. Còn đối với trẻ từ 1 tuổi đến 6 tuổi mới xịt 3 xịt nhé một ngày. Cứ như vậy là ngày nào xịt không bỏ sót. Và trẻ từ 4 tuổi đi, bạn nhớ là bổ sung sắt dự phòng cho các bạn. Với cái liều là gì ạ? 1 cân nặng thì 1 giọt này. Các sắt bé kít này. Và bổ sung liên tục đến 1 tuổi nhé, từ 1 tháng đến 1 tuổi. Còn sau 1 tuổi thì mình bổ sung dự phòng 3 tháng và mỗi một ngày 10 giọt và 1 năm 1 lần như vậy thôi. Và từ 6 tháng thì đi chúng ta phải bổ sung kẽm, canxi dự phòng nữa. Tại vì thiếu kẽm, thiếu sắt, thiếu canxi và thiếu D3 thì con bạn sẽ trằn trọc khó ngủ và ngủ không ngon giấc, và bé sẽ không lớn được và chậm phát triển trí tuệ, rồi bé luôn luôn cáu gắt khó chịu. Thì đấy là lời khuyên của Đạt cho cái việc mà cách sử dụng điều hòa như nào cho đúng, đúng không, để an toàn cho con bạn. Nếu phần đó mà bạn muốn tham khảo thêm, muốn hỏi thêm thì comment ở đây, bác sẽ trả lời tất cả câu hỏi của bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bạn nhé. Trên kênh có hơn 1.200 video, đó là những cái phác đồ, những cái hướng dẫn mà hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ luôn khỏe mạnh, tăng cân tốt, không miếng ăn và ít ốm.